tục để vô cái cho nè. Hello các bạn. Đây, vừa mới bước vô là có một cái nhà phao các bạn. Một cái thảm để nhúng, không có ai nhúng hết. À, có khu vực cho phụ huynh ngồi chờ bên kia. Mấy bé thì hay một cái nhà banh. Ê, xanh đâu? Má trời, trò chơi. Mấy cái nhà trò chơi lắp ráp gỗ rồi. Đồ chơi đồ hàng. À vô đây người ta bắt phải mang vớ nữa bạn. Nếu mà không có vớ thì sẽ mua. Có bán luôn. Cũng không có rộng lắm. Về đủ. Nhà Liên Hoàng, nhà banh. Cái khu vực trung tâm đó. Cái tông màu trắng xanh dương rất là phù hợp với fan Chelsea như mình. Sắp đó là các bạn rồi. Đâu. Tao lấy kem đi đâu á? Mới ghi điểm đó bạn. Đéo cam chơi giỏi quá, chơi đánh trúng rồi. Thôi sắp lại ghi điểm. Thôi sắp lại ghi điểm rồi, sắp nói giỏi. Lính cứu quả hả? Đâu? Chạy chạy, lính phải chạy đi. Cứu quả đi, cứu quả. Cú quả này lựa trái cây vậy, cú quả này chạy nhanh lên. Đâu, cú quả đâu, tụt cây đâu. Đâu tụt cái gì đâu. Cái nhà này hả? Cài với cam nha. Cái này là cái xi trứng nha. Dạ. Cái cá hả? Ủa? Có đầu bếp nhỏ xíu cái đứng làm gì vậy? Không có khách nào vô quầy ta ngồi kiểu đó chứ. Này là khách khứa. Chồng không thích ăn sushi mà cứ mời chồng ăn sushi. Nói giờ này thương chồng vậy vậy. Sam, đem đồ qua cắt cái thớt rồi Sam. Sắp Sam đang ngồi chơi ráp nhà. Này là cái gì ta? Giống cái bánh kem nè. Bánh kem á, rồi cho bánh kem. Ờ, bánh kem.
Để mát to mò. Mát là 500 đó. Có con sóc nữa. Chỉ là con sóc. Cái gì á sóc? Thích không? Trời ơi, thổi cái gì vậy Sam? Lên xuống. Đây. Rồi, bây giờ.